Tài xế đi vào đường một chiều, húc thẳng vào xe máy điện do nam sinh điều khiển, rồi lao xuống và hành hung em. Hành vi này đã gây ra bức xúc trong dư luận. Theo clip thì ô tô con đi vào đường một chiều rồi húc thẳng vào xe máy điện do nam sinh điều khiển. Tiếp đó thì tài xế ô tô xuống xe rồi lao vào hành hung nam sinh. Sau đó thì chiếc xe tiếp tục di chuyển về phía trước, kéo lê xe máy điện lên vỉa hè, dù xe không có người lái. Mọi người gần đó tới can ngăn nhưng tài xế ô tô đã tiếp tục chỉ tay về phía nam học sinh, chửi bới một lúc rồi mới rời đi. Vụ việc được đăng lên mạng xã hội đã khiến dư luận phẫn nộ. Được biết trước đó hai bên đã có va chạm ở khu vực ngã tư trên quốc lộ 18, lời qua tiếng lại rồi rời đi. Khi đến đường Bùi Thị Xuân, đường một chiều, tài xế ô tô nhìn thấy nam sinh liền đi vào để chặn đầu xe. Sau khi lực lượng chức năng giải quyết, tài xế ô tô đã tới gia đình nam sinh để xin lỗi và xin bồi thường việc làm hỏng xe máy điện.